đâu này. Mấy qua đây là thấy vào cái nhà tôi quay nè. Có nhà không? Mà em biết nào hối hận nha. Yêu nhà xa xa đó nhỉ. Quá trời nhà luôn, ai nói nhà. Mình đứng ở trên này cao mình dòm xuống để dưới cái nhiên mình ngã ở trung tâm đó. Thì đó. Dám dám đó, dám không đó. Khủng khiếp luôn đó. À đây nó có đảo đây, xong bên kia bờ bên kia lại biển như này. Nó lên bị ngập nhà anh Thịnh. Đừng có ăn đi. Biển nó bờ nó có lên ngập nhà không? Vậy chứ đâu ngập đâu. Không ngập đâu mới ở chứ. Mình lên giống như giống như không? 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 Nó có nhiều những cái hòn đảo nhỉ? Đó đó đi như chiếc tàu đó. Đoạn đó đoạn này có đảo, đoạn đoạn này có đảo. Như có đoạn thôi sắp đến đi nơi. Cái đó là chiếc tàu, đó là tàu đi đó. Cái thùng à? Con lên rồi. Lên à? Lên. Có sai không nhỉ? Được. Em bị xe đầu ấy. Cần phụ trợ. Đấy, bạn đi quên đi ô. Cầm cái dù mẹ ơi, không phải gật về ô. Cầm cái dù. Trong Việt Nam gọi thế. Vâng, thì mình phải nói là người Việt Nam chứ. Không, người Việt Nam. Ô mẹ ơi, ra phòng như nhập đi đi. Souvenir. Souvenir. Mắt không nó bắn được. Mắt đời ra công như nước mà. Mày nè, đi cái công như nước nè. Nhưng mẹ có cho con đi không? Đi chụp ảnh á. Không quay đâu, quay đâu. Đang công ly nước nè chị, thấy đúng rồi, chị hàng đó, chị nào? Chị này mới. Thế em ngồi ở đâu? Ngồi ở đây chắc. Đây của bánh này là bánh gì? Bánh muffin. Muffin á? Ừ. Trông như có cà phê đúng không? Ừ đúng rồi, có cà phê. Sô cô la, sô cô la, sô cô la. Sô cô la. Ừ. Đâu mệt mỏi em. Đến nơi chưa? Chắc phải mất mấy trăm mét đấy.
bãi biển đây. Ô thế mình đi đâu đây? Ôi thế này thì có mà mình đi không đúng mùa đúng không? Ờ đúng rồi. Em cái mùa tiêu là mùa. Mùa tiêu này thì mấy tháng nữa. Đó mình cứ chụp hình cho mẹ chiêm ngưỡng thì chờ mẹ quay phim. À đây này luôn này. Đấy. Đây hạt tiêu mới được béo người này thôi. Có vào đến tháng nữa mới được ăn. Cái này tầm cỡ 2 tháng nữa. 2 tháng nữa. 2 tháng không có bự này. Ăn 2 tháng là bự. Tính xem con ăn thử mà xem. Thôi, ăn được. Ăn bị cay á. Ăn bị cay. Hai mẹ con hôm qua dẫn đi bên cái gì bên đi hết bốn đảo á. Trời ơi đi cano bắt kịp trời không biết. Tiêu họ trồng này. Nó nhìn này, thành hàng thẳng lối, hàng ngang hàng chéo. Rất là đẹp nhá. Mẹ. Cái vườn tiêu nó rộng thế. Hun hút hút. Thế à? Cái diện tích của nó, vườn tiêu này là khoảng mấy hecta? Mấy hecta. Mấy vuông? Cái này mét vuông. Mét vuông á. Mà một ngàn bụi á. Một ngàn bụi. Hai mét bụi đó mà không biết nhiêu. 2 mét bụi. 1.000 bụi ở đây. Dạ. Mà 2 mét bụi. À. Luân tính như thế nào? Gì? Cây xanh. Cây gì đây này? Cây xanh à? Người ta không thu hoạch gì.
Cây xanh. Cây gì đây này? Cây xanh à? Đáng sợ quá. Thấy không? Nè. Vẫn lại chị mới này. Vui lòng cho phép nhìn mình. Mẹ thích xin được không? Sử dụng khẩu trang đúng cách. Thứ ba, ăn đồ ăn nhiều khẩu khí. Thứ tư, tránh tiếp xúc với những người có bị bệnh sốt. Thứ năm, đã được không thời gian tiết sản tại các khu vực công cộng. Thứ sáu, dùng khăn giấy che mũi và miệng khi ho. Nếu quý khách có những biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc phát hiện thì
xíu nè. Đó là trục đường ở khu vực đường này đường chính đúng không? Không, đường kia đường chính. Đường kia đường đường kia mới đường chính vậy hai. Ờ đường kia là đường đường Nguyễn Trung Trực mới đường chính. Không, 30 tháng 4. 30 tháng 4 thì cầu Nguyễn Trung Trực đúng không phải à? Đường này chỉ là đường Trần Hưng Đạo thôi. Đường Trần Hưng Đạo. Đường này mới mở thôi, đường này mở xuống ngoài ngoài cấp treo nè. Mới mở, còn đường kia mới là đường chính hồi xưa. 30 tháng 4 là đường lớn mà, đường nối liền luôn mà. Này năng tính chở chứ. Nhưng mà cái đường này thì nó sầm uất hơn. Năm tính chở chị đi xuống chỗ thấy ngọc trai tu hiền đó, bên phao đường hết trơn đó. Tức là nuôi ngọc trai ngay dưới biển à? Nuôi dưới biển mình luôn nè. Ủa chị chú ngắm biển đi chị à. Cho chị phải xuống ngắm biển. Hôm nay sóng biển ác thế. Đi ra đấy đi. Cho chị ra đấy đi. Lắc lội lên đây. Lội cái cửa vô được cửa này nè. Dắp cái biển, bên trên là núi, ngoài là biển. Núi ở dưới biển. Đúng không? Này cây chấm mình thấy biển trên nè. Thấy ghê không? Thì đúng rồi, phải hai đứa con. Hai đứa mới được. Rồi hai đứa quyết định là sang tới Dương Đông hả? Mình đi đợt này là đi từ đầu Phú Quốc đến cuối Phú Quốc. Đúng rồi. Hôm qua này là đi lên dọc trên Phú Quốc rồi đó. Đầu bự bự á, còn bữa nay đi đầu nhọn nhọn nè.
Ổng chết rồi đó nha, mà ổng ổng khởi kìa, ổng nói đi ra được rồi đó hả, trong tù á, trong tù, ừ, trong tù đi ra được rồi, bắt đầu đi chặt tre lên rừng á, làm cái bè xong rồi chơi lên bè xong rồi trốn đi vào đảo, vào đất liền gì đào hồi em vợ hầm mẹ mình chung ra đường hầm luôn, mà người ta đào bằng cái muỗng không á. Dào thêm nhỉ? Hả? Ê, đứt giò. Không mà. Không rồi. Đó, thấy không? Bao nhiêu đường gào như vậy sao? Quên quần sổ. Đó. Thế này thì ai dám vượt ra? Cái đó vậy đó. Vượt đứng. Nhưng mà vượt không? Thì nó vượt qua rừng à? Ừ, để hồi em dẫn chị vô tới xuống dưới cái hang á. Ờ. Đào hầm trốn. Anh cỡ đó đó mà. Mỹ à? Khác thì con chó đâu. Đúng rồi. Thì bỏ gì còn nữa, thằng kia gì vô trong kia nữa, đục găng người ta đưa chứ. Cứ xây cái chuồng nhốt thế này. Mấy ông cha mình hồi xưa khổ quá em. Nói gì đụng. Hàng rào mấy lớp như này. Đó thấy không? À, nắng khô khát, giết thì lấy khăn mà dắt nước. Lấy khăn dắt mồ hôi ấy xuống. Vâng, ngày xưa các chủ đào hầm vùng một là ngay tại nhà số 14 này, nhưng bây giờ mình vào đây là chỉ xem được cái biển hầm một mức trên thôi chứ không chui xuống được. Thì đấy rồi mình sẽ qua nhà số 17 á, mình sẽ đi tham quan lại một đoạn đường hầm mình có mô phỏng lại. Và bây giờ mình sẽ vào nhà số 15 này mình tham quan. À, đây là cái dạ, mời cả đồng mình xem tiếp. Đây là cảnh đang bóng, còn rất là dí điện. Mình thấy một đầu điện là chúng đem dí vào lỗ tai và một đầu điện là dí vào dương vật của người tù. Hình thức ca tổng như thế này, có chú tên Trần Văn Bo, hiện tại bây giờ chú đang sống ở Di Xuyên, Quảng Nam. Mà ngày xưa chú đã bị ca tổng bằng hình thức dí điện như thế, chú đã bị cong, điếc và mù, bệnh đặc tiến rồi, không còn biết gì nữa. Dạ, mời bà đồng mình xem tiếp. Đây là cảnh tang bóng bằng cách là chúng đốn hạ bộ của người tù. Thì khi người tù đã bị tang bóng bằng hình thức như thế này mà các chú còn sống được cao đã trở về thì các chú cũng không làm gì được cho gia đình. Có trường hợp có chú bị tang bóng bằng hình thức như thế này là chết ngay tại chỗ. Đó là cảnh mà chúng dùng lửa đem đốt hạ bộ của người tù như thế. Và ở kế bên đây mình là làm cái thùng to này á. Dạ đúng rồi chị. Mình đi lên máy bay nó cho mình cái này. Bamboo chỉ được 3 lít thôi.
Cái thùng này của nó to vậy. Này, 100 lít.